chào cả nhà buổi sáng nha. Thì đầu video chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thì hôm nay mời cả nhà theo hai anh em mình đi thăm luồng lờ mới đặt nè cả nhà. Để coi kết quả nó ra sao nha. Nước nè, cái trời. Làm ơn tôi. Cái chào nhỏ. Có cái chào. Không có chào anh trời ơi. Mới mà. Rồi mới thì vậy là được rồi. Vô túi. Chồng đứt tại sao đây? Chồng là cái nồi. Làm cái lắp tí cái. Đó. Rồi. Ủa, ủa, không. Ủa, nó phê phê không? Con cái tàu cẩn bày cái gô cái nha. Gô có bự bự không ta? Ừ, cái xong rồi. Mê. Mê mấy cái gô. Gô bự bự không ở nhà rồi. Mê quá. Nó chưa ra xong mẹ ơi. Chưa ra xong. Nó chạy được rồi. Từ. Mới mà. Mới. Bày cá rô. Cá lạc hả? Ồ, cá rô bự. Đi vô xong rồi. Đi xong cái này mà đi câu rô mà dính cái là được cái câu luôn. Rồi cá báo luôn. Có chạy là được rồi. Đấy. Sao biết rồi? Ngắm đầu không có cái gì ngắm. Ngắm cái đầu. Lóc thôi. Lóc. Lụm luôn. Còn cả nhà đây. Lú rồi, khai xong một lú rồi. Ui. Nguy hiểm quá anh Tư. Hồi để em tắt máy rồi quay. Nó chạy không? Một cái cá chứ không có cái gì. Ôi, nó chạy rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, ông nội ơi. Nhà con cái lợn nè. Đậu luôn đi, bắt trời. Trời ơi, đâu mà dữ dần gì. Đậu luôn cái rô. Trời ơi, trời ơi. Cái rô kìa, bắt cái rô luôn nè. Cái rô thôi, cái sạc cỏ. Cái sạc để đặt lại. Cái rô ghê mê thiệt chứ, mình bóp rũa. Cái rô của nhà ơi. Trời ơi, cái lợn cái ớn hồn. Cái lợn này dư ăn bữa cơm rồi. Đấy luôn. Rất tuyệt. Cái gì nó bật. Dứt hả? Lắm không? Ôi. Con rồi. Con cái gì à? Con cái lóc, cái gồ. Cái gồ, con thầu. Ôi. Hả? Thầu ơi, con cái gồ. Gồ lấy con thầu quá trời bự luôn. Ôi, cái gồ bự kìa. Được rồi, cái nào chạy hay được rồi. Trời ơi, cái gô được. Ôi, bự cả nhà. Cái này mà nướng mở chảy tắt bếp luôn.
Đã chưa? Quá trời sâu. Sâu quá cả nhà ơi. Không có ra gì nha. Ở đó có cái gò hả anh Tư? Có cái gò hả? Ủa ơi. Đã luôn cả nhà ơi. Một lờ luôn hả gì rồi. Nó không nhúc nhích gì hết đó mà đã ghê không? Trúng cái này rồi cả nhà ơi. Con rồi. Có đỡ hay không? Đổng. Trúng cái này. Ăn lâu kiến nữa hả? Có thắt lát nữa cả nhà ơi. Cá gì nó cũng chạy hết trơn á. Con cá lâu kiến nó dưới mà. Ồ cá nó dại cái gì kìa. Nó nổi nó ăn bèo hay gì á. Ồ cá cả nhà ơi. Cả nhà thấy nước động không? Ớt nhảy. Cái nhà thấy nước động cá nó nổi lên đó, quay không thấy rõ đâu. Cá trắng bự quá luôn nè. Bắt không thả đây. Một lú. Được an toàn. Cá sông mập ghê. Sông mập lắm, ăn màu nhiều. Lấy cây cục à. Thả cá trắng hả? Lấy luôn. Ăn luôn. Cá bự mà. Đây đặt sông im lắm. Trời ơi tới vượt Tết nó xuống sông hết chứ đâu. Đâu trên này nó còn nước còn mưa không xuống đâu. Nó tụt xuống tới luôn mới sông đi nào à. Nó còn bắt hết rồi. Chạy điều điều chứ bộ. Lúc luôn à. Lúc luôn. Tiếp lớp rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nó kỳ dẫn cái này dữ lắm mà. Nhà ơi. Mất. Hai cái lắp hai cái đuôi. Tôi sợ là sợ. Bây giờ tôi cũng ngủ. Giờ tối rồi. Được. Hai cái lắp hai cái đuôi. Cái này im lắm, cái nước chảy ra cá lên. Rồi được rồi. Này là cũ không à? Mới đó, ok lắm. Cái gù sợ ha. Cái gù nào nó quá quá. Sao cái nhà xem là lỗi lúc luôn. Cắm đầu hả? Cái giọng trần này cái này nữa. Trời ơi.
rắn nữa cả nhà ơi. Nó sợ cho nó. Chửi luôn trời. Nó vô hết á, không đầu tính được cái lóc. Rắn rồi, hết mê. À không. Ê, chụp. Kìa không chụp. Cái này đặc biệt lắm. Cái ngỏng được. Đi chạy hai con. Hai con tầm mơ luôn chứ. Cái này nhiều quá. Còn trọng nữa thì mười chưa. Được rồi. Còn nào nãy bự không anh nhỉ? Dưới cái nút áo trời nước hả? Chứ là sao? Ngoài này chẳng biết nè. Ôi đúng rồi. Hẹp con. Bắt con. Cái này do mở mập không rồi cả nhà ơi. Ồ cái gô nó nhảy lên chắc tết rồi. Ba con. Mười con trai chặt mấy con cỏ em. Chặt thế không? Ba con nữa nè. Cái xong rồi nó nhỏ nhỏ chứ nó mập thù lù à. Ừ. À xuống. Xuống. Nó bích nó sao nó chín luôn. Ui đã. Cái này chạy tới mê trời. Đã chưa cả nhà. Là mới. Trời là mới không. Cái mê luôn. Ôi con cá lăn nữa. Ừ. Cái chị không chạy hết á. Cá lăn cá lóc. Mới thì chạy về thôi chứ. Đến con thì 4-5 con. Hai cái là mới rồi đó. Hai cái là mới dính liên tục. Có thủ chót rồi nè. Đó, con. Cái cũng được rồi. Thủ chót rồi đây. Xong. Đây cả nhà, anh em về tới nhà nha. À, xem cá thử này nha, thành quả nè. Đó. Đã chưa, cái gô luôn kìa. Nhảy ra ngoài rồi. Đã kìa. Ơi. Nó phè, bảnh là sao rồi. Ôi ôi, con tư rồi, nhảy ra ngoài rồi. Ví dụ cái lờ lâu quá, nó tông quá. Tông cái chóc cái đầu ở đâu. Cái gô con nào mới đã thì. Cái sông gô mê quá. Cái gô này hả? Nướng hết. Ôi, tao lên cái gô này cả nhà ơi. Cái con này không. Cả nhà đã chưa? Có ai không? À, không, không, đổ vô đi. Đổ, đổ hết vô đi. Đóng đầy đủ. Đổ hết vô đi. Người Kha ăn cái nào cho mình hết. Anh Tư mình đổ cho mình quay cái cả nhà rồi đem về. Rồi cái clip mình. Clip mình dừng đây cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy clip hay thì hấp dẫn thì cho hai anh em mình xin lục một lượt đăng ký kênh, một lượt like nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chào cả nhà nha.